Chào mừng các bạn đến phim tọa đàm giải mã DNA du học nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình My Job nhằm giải đáp cho sinh viên các vấn đề liên quan đến việc học tập sau khi tốt nghiệp đại học trong nước và ngoài nước. Thì các bạn cũng đã biết là các khách mời ở đây á, là đều đã có thời gian học tập hoặc là công tác ở nước ngoài. Thì không biết là như thầy Nhân là có thể cho biết thêm các thông tin về việc là thầy khi mà đi học ở nước ngoài á, thì cái việc đi học thầy lựa chọn cái hướng nghiên cứu và cái duyên cơ nào thầy quyết định là thầy có thể đi công tác ở nước ngoài. Xin nói thêm thông tin. Xin cảm ơn câu hỏi của thầy Hiếu. Xin chào các bạn. Thực ra mà nói, mà trả lời câu này cơ duyên nào mà mình lựa chọn á, thì thực ra là lúc mà mình làm bắt đầu mình nộp vô nghiên cứu sinh á, thì nghiên cứu sinh ở đây là mình phải tự tìm cái đề tài, tìm tiền để mình làm nghiên cứu cái đó. Nên trong quá trình đó thì mình mới nộp một cái project lên Đại học Quốc gia để mà mình thực hiện cái đề tài đó, và mình lấy kết quả của đề tài đó để mình báo cáo cái chương trình tiến sĩ của mình. Thì một trong những cái mà dễ cấp tiền, thứ nhất là cái nội dung nghiên cứu của mình phải thực tế, phải có cái ứng dụng, và thứ hai là nó có được liên kết với nhiều nơi. Thì một trong những cái may mắn của mình là năm đó cái project của mình á, thì nó được cái sự tham gia của một cái trường đại học ở bên Mỹ, đó là UCLA, tức là trường đại học California ở Los Angeles á. Thì chính vì vậy nên cái project của mình á được thông qua rất là dễ dàng. Và từ đó thì mình mới chia ra các nội dung là những cái nội dung nào mà mình có thể làm ở Việt Nam và những cái nội dung nào mà mình ở Việt Nam mình chưa có thể làm được và mình phải học ở những cái đối tác của mình. Thì lúc đó thì mình mới có một cái cơ duyên là mình đi sang UCLA, mình làm cái nội dung ở đó, ở UCLA trong vòng 2 năm. Thì đó là cái, nó nói là một cái cơ duyên nó cũng không phải, nhưng mà nó có một cái sự vận động liên tục từ lúc mà mình làm nghiên cứu, từ lúc còn thạc sĩ cho tới lên nghiên cứu sinh. Đó là cái cơ duyên của mình. Thì cô rất là vui có mặt ở đây ngày hôm nay để mà có thể chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm của cô. Thì cô không giống như là thầy Nhân, cô là một cái người có thể nói là rất là may mắn ở trong con mắt của gia đình và bạn bè. Là khi mà cô tốt nghiệp đại học xong á, thì là bộ môn, lúc đó là bộ môn sinh môi, thực vật sinh môi, là có một cái dự án hợp tác với lại Cộng hòa Liên bang Đức nghiên cứu về các cái hệ sinh thái rừng ngập mặn. Và cô là may mắn được làm luận văn thạc sĩ ở trong cái chương trình của dự án đó. Và trong khuôn khổ của dự án đó là cô được đi sang Bremen mấy tháng để học về các cái kỹ năng phân tích. Thì do cái cơ duyên này mà sau khi học xong thạc sĩ á, cô cảm thấy là cô còn có rất là nhiều những cái câu hỏi, những cái thắc mắc cần muốn biết thêm về hệ sinh thái rừng ngập mặn. Và thật may mắn là thầy hướng dẫn của cô và bậc thạc sĩ tiếp tục đồng ý hướng dẫn cô và bậc nghiên cứu sinh vào bên viện của thầy, lúc đó là Viện Nghiên cứu Sinh thái biển nhiệt đới, có một cái dự án tiếp theo gọi là cái pha 2 ở trong cái chương trình nghị định thư. Và cô tiếp tục làm dự án pha 2 đó cho cái luận án nghiên cứu sinh của mình. Ngoài ra thì cô cũng có nộp đơn để xin học bổng của DAD, bởi vì là khi mà bạn trở thành sinh viên hoặc là trở thành nghiên cứu sinh của một trường đại học ở bên Đức, dưới cái danh nghĩa của DAD thì cái số học phí mà bạn phải nộp nó được giảm đi rất là nhiều. Thì không biết là ví dụ như là đối với trường hợp thầy Nhân với lại cô Quỳnh Hương là đều xuất phát từ cái hướng đề tài của mình và nối tiếp từ những cái nghiên cứu và những cái hợp tác trước đó, thì không biết là trường hợp cô Tâm Anh thì có tương tự hay không, hay là nó có cái gì đó khác hay không? Về trường hợp của tôi thì không giống như là trường hợp của thầy Nhân với lại là cô Hương. Thì khi mà tốt nghiệp đại học xong á, thì cái ý định của tôi rất là rõ ràng. Tôi không muốn đi làm mà tôi muốn học tiếp. Và để học tiếp thì tôi xin ở lại bộ môn sinh hóa. Thì tôi là một trong hai người có điểm cao nhất chuyên ngành. Thì tôi được giữ lại. Và tôi đã hoàn thành xong cái chương trình thạc sĩ. Thì khi làm cái chương trình thạc sĩ thì cái ý muốn đã được đi du học, muốn đi du học của mình nó càng nung nấu hơn nữa. Và tôi lại tiếp tục đi tìm.
thì có một người bạn của tôi là cũng là cô được giữ lại cùng lúc luôn, là cô Hồng Thương. Cô Hồng Thương đó là thủ khoa. Thì cô Hồng Thương đã đi Anh trước đó khoảng vài tháng. Thì cô Hồng Thương có gửi cho tôi một cái học bổng của Phần Lan, của bên Phần Lan. Thì khi mà trao đổi với giáo sư ở Phần Lan thì chúng tôi nghĩ là mình có những cái thuận lợi. Tại vì có nhiều vòng và tôi đã thông qua được nhiều vòng. Và tôi nghĩ là mình chắc chắn lấy được cái học bổng Phần Lan đấy. Nhưng mà là có một cái điều không mong muốn là giáo sư nói là cái phân nghiên cứu mà dự định sẽ cho cái đề tài tiến sĩ của tôi thì nó bị trượt. Thế là tôi phải nằm trong cái waiting list mà thầy nói là khi thầy có được cái phân này là thầy sẽ gọi tôi liền. Lúc đó thì hầu như là các nguồn học bổng xung quanh của tôi nó quá nhiều. Trong đó thì có một cái học bổng ở bên, có đến 3 cái học bổng ở bên Hàn Quốc. Thì cái giai đoạn, cái thời tôi lúc đó là bạn bè của tôi đi du học Hàn Quốc rất là nhiều. Bởi vì là đi du học Hàn Quốc thời đó là nó khá dễ. Đấy. Thì cân nhắc những cái điều thuận lợi và không thuận lợi, phù hợp và không phù hợp. Và tôi nghĩ rằng là mình đi du học mà ở chỗ này mình sẽ học được những cái điều mà nó sẽ có những cái giá trị nhất định. Cho nên là tôi không muốn chờ nữa và tôi quyết định nhận cái học bổng ở Hàn Quốc. Vì không biết thì các thầy cô có cái lời khuyên nào cho các bạn mà để tìm cái học bổng? Tại vì nãy giờ là các thầy cô chia sẻ là phần lớn là các học bổng của thầy cô là có do một mối liên hệ trước đó. Nhưng mà ví dụ như là và mấy thầy cô lại là giữ lại ở trường. Nhưng mà cái số lượng mà hiện nay mà các bạn sinh viên tốt nghiệp mà có cơ hội giữ lại trường thì không có nhiều. Như vậy thì nếu như bạn là không có cơ hội được giữ trường, có nghĩa là không có mối quan hệ trước đó với các giáo sư, thì bằng cách nào bạn có thể tìm được cái học bổng cho riêng mình? Chắc là mình xin trả lời cái này ha. Tại vì bản thân của mình á, không phải là cái vì cái chương trình project đó mình mới đi qua UCLA, mà trước đó mình cũng phải bỏ công sức ra để mình đi kiếm học bổng. Và thực sự là mình lúc đó là mình muốn làm một cái chương trình tiến sĩ ở nước ngoài luôn, là có thể ở châu Âu, ở Đức chẳng hạn, hoặc là ít nhất là mình đi qua phía hướng Hàn, Nhật Bản. Thì mình chia sẻ lại kinh nghiệm. Tại vì trong cái nhóm ở lại lab thí nghiệm tế bào gốc hồi đó của mình á, gồm có 9 bạn, mà hiện nay thì tất cả các bạn đều ở nước ngoài hết rồi, chỉ có một mình đi sau và mình đi về lại. Chắc là năm này các bạn sẽ về, thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm này cho các bạn. Thì tụi mình á, cái mà hay nhất mà mình cảm thấy nhận thấy được là các bạn phải cố gắng liên hệ được với những cái cựu sinh viên hoặc là những cái người mà đã từng đi du học ở nước ngoài về rồi, ở trong bộ môn hoặc là trong khoa hoặc là trong một cái phòng thí nghiệm hoặc là một trung tâm phân tích nào đó. Không phải là chỉ đơn giản là trong trường mình thôi, mà những trường khác hoặc là những cái công ty khác, thì những anh chị này có rất là nhiều thông tin. Bởi vì bản thân tôi thấy là khi mà mình đi qua đó, mình học ở cái lab đó, học ở cái khoa đó, thì khi mình đi về á, mình tốt nghiệp rồi á, thì mình sẽ biết được nhu cầu họ cần và họ thích cái sinh viên của Việt Nam mình như thế nào. Thì nếu các bạn có được cơ hội mà các bạn tiếp xúc với những cựu sinh viên, những câu lạc bộ cựu sinh viên hoặc là những cái giao lưu như thế này á, thì các bạn sẽ có được rất là nhiều thông tin để mà các bạn biết được cái học bổng nào. Tôi ví dụ như là tụi tôi hồi đó là 9 người, là tôi cũng nằm ở trong cái nhóm mà làm hồ sơ để nộp đi VEF, tức là phải nhờ các anh chị cựu sinh viên trong VEF rất là nhiều, là làm sao để làm hồ sơ, làm sao để chọn cái ngành nào mình thích, rồi làm sao để mà chọn được cái giáo sư mình mà quan tâm. Thì năm đó thì hầu như là năm đầu tiên thì có ba bạn trên 9 bạn được VEF, sau đó thì năm thứ hai thì có 3 bạn tiếp theo, và năm thứ ba thì còn 2 bạn, và năm thứ tư thì tôi ở lại đây và tôi học nghiên cứu sinh ở Đại học Khoa Tự nhiên.
Nói như vậy không có nghĩa là tôi thấy là nghiên cứu sinh ở Đại học Tự nhiên nó dởm hơn những chỗ khác đâu các bạn. Mà bởi vì tôi thấy bản thân tôi là khi mà tôi làm tế bào gốc á, làm một chút nghiên cứu về ung thư, thì tôi thấy là thực sự là mình học chưa hết và mình chưa làm hết ở Việt Nam. Mình đi vô phòng thí nghiệm, mình thấy quá trời cái máy móc, quá trời những cái kỹ thuật mà thực sự là mình chưa master về nó. Thì rõ ràng là mình học ở đây phải giỏi hơn cái đó rồi mình đi ra nước ngoài mình học nữa thì nó sẽ tốt hơn. Mình ở đây mình giống như là cá trong nước, ở Việt Nam mà mình có những thứ đó thì mình học tốt hơn. Thì đó là lý do tại sao mà tôi quyết định là tôi không có đi nước ngoài nữa. Tôi nghĩ là ở nước ngoài thì mình cũng có thể public những cái công trình công bố quốc tế được dựa trên những cái tài nguyên mà có sẵn như thế này, thì tôi quyết định ở lại. Và thêm một cái nữa là các bạn biết là những cái chương trình liên kết và những cái project liên kết giữa các nước và những cái khắc khoa thì có, mà các bạn chịu khó tìm hiểu một chút thì các bạn sẽ biết. Ví dụ các bạn vô trong bộ môn, các bạn sẽ hỏi, các bạn sẽ biết là có những cái project nào, thì các bạn biết là những cái project đó họ cần những cái sinh viên trao đổi qua để học master hoặc là qua để học PhD ở đó. Nên do vậy là cái kinh nghiệm của tôi muốn chia sẻ với các bạn, thứ nhất là bạn chủ động liên hệ với những cái hội cựu sinh viên, hoặc là liên hệ với cái những bộ môn, hoặc là những anh chị, hoặc là thậm chí là liên hệ trực tiếp với khoa, hỏi khoa là bây giờ mình muốn đi New Zealand chẳng hạn, hoặc là khoa có một cái cơ hội nào đó, thì cái đó là cái kinh nghiệm của mình. Xin hỏi tiếp luôn thầy Nhân là như vậy thì theo thầy Nhân là sau khi tốt nghiệp xong thì các bạn nên học học tiếp lên ở trong nước hay ở ngoài nước theo ý kiến của thầy Nhân? Theo bản thân của mình á, thì cái kinh nghiệm của mình á, mình học master ở đây thì sau đó mình mới học PhD, thì mình cảm thấy các bạn nếu các bạn chưa sẵn sàng á, thì các bạn nên học master ở đây để các bạn thấy được tình hình nghiên cứu của Việt Nam mình như thế nào, mình có khả năng làm được cái gì ở đây và mình thiếu cái gì thì mình mới đi tiếp PhD. Còn thực ra là nếu các bạn mà đổ lỗi cho một nguyên nhân nào đó là ôi tôi tốt nghiệp xong tôi không biết làm gì, tôi đi du học, thì cái đó không thể chấp nhận được. Cái mình muốn các bạn là nên học một cái gì đó, một khóa gì đó, hoặc chí ít là các bạn làm việc ở một công ty nào đó. Ví dụ như học trò của tôi thì cô này cô thích làm mỹ phẩm cực kỳ và cô vẫn muốn đi du học, nhưng mà cô không biết là bây giờ tôi thích mỹ phẩm nhưng tôi không biết đi du học ở chỗ nào. Thế là cô mới apply Yoroto để làm nghiên cứu mỹ phẩm, và sau 2 năm thì cô mới biết là tình hình nghiên cứu mỹ phẩm ở Việt Nam nó ở giai đoạn nào, hóa mỹ phẩm như thế nào, sinh mỹ phẩm như thế nào và sinh dược phẩm như thế nào. Và sau đó thì cô trở lại, cô mới biết được là ở đâu, nước nào đang đào tạo mạnh cái đó, thì cô ấy mới apply cái đấy. Thì đó là cái lời khuyên tôi dành cho các bạn, chứ chớ nóng vội là các bạn phải đi du học ở nước ngoài. Đó là cái chia sẻ cá nhân của tôi. Cảm ơn thầy Nhân. Thì trong ba vị khách mời ở đây thì chỉ có cô Tâm Anh là có tự thân vận động để nộp cái học bổng. Thì cô Tâm Anh hồi nãy có chia sẻ là lúc mà thời điểm cô Tâm Anh quyết định nộp học bổng thì có rất nhiều học bổng đi hàng. Thì không biết là lúc đó thì cô quyết định chọn vào cái lab mà cô đã làm như thế nào? Cô có thể chia sẻ thêm cái thông tin là lúc đó tại sao cô chọn cái lab đó mà không chọn lab khác? Như tôi đã chia sẻ là trước khi mà chọn cái đó thì tôi phải cân nhắc những cái gì nó phù hợp với mình, những cái gì nó thích hợp với mình, và những cái gì nó thuận lợi với mình nữa. Chẳng hạn như là hồi đó tôi nhớ là có một cái lab ở Gwangju và một cái lab ở Suwon. Thì cái lab ở Gwangju thì nó là nghiên cứu về, thứ nhất là nghiên cứu về MRI, về hình ảnh. Cái đó không phải là thế mạnh của mình cái đó nè. Đó. Và thứ hai là cái lab ở Gwangju á là không có một sinh viên người Việt. Cái lab đó không có sinh viên người Việt nào làm việc trước đó. Và cái số du học sinh ở Gwangju là người Việt Nam á thì cũng là rất ít. Thì những cái điều đó nó làm cho tôi phân vân. Còn quay về cái lab Suwon, thứ nhất là tôi đã chọn được cái hướng nghiên cứu của mình. Lúc mà trao đổi với giáo sư thì giáo sư đưa ra hai hướng. Một hướng là về nano và một hướng là làm về cell, tế bào. Thì tôi thấy là
cái thế mạnh của tôi vẫn là sale. Thế là tôi đã chọn cái hướng đó. Và trước khi mà lên đường thì tôi đã gửi một cái review ngắn về cái topic mà giáo sư giao rồi. Cái thứ hai là trong lab lại có một người đàn anh khóa 96 đi trước tôi. Và cái người đó tôi thật sự là tin tưởng, tại vì có quen biết và có giao tiếp. Về những cái chẳng hạn như là ngoài ra thì phải xét tới những cái chế độ nữa. Và cái học phí mà giáo sư suggest với mình, đề nghị với mình, thì cân nhắc những cái thứ đó. Thì tôi thấy là bên Suwon là nó hơn hẳn. Và thế là tôi quyết định đi. Và thực ra thì trước khi đi á, thì cái phần thích hợp á, chỉ đánh giá được khoảng là 80-90% thôi. Mình phải qua để trải nghiệm, phải sống. Thì lúc đó mới chắc chắn là mình có phù hợp hay không. Vì không biết thì cô Quỳnh Hương lại có cái chiến lược mà chọn cái lab như thế nào? Hay là tại vì trước đó là đã có cái mối liên hệ rồi nên sẵn sàng chọn vậy thôi? Thực ra thì cũng không có phải là có vì cái mối quan hệ đó sẵn. Thứ nhất là bởi vì là Quỳnh Hương từ nhỏ là đã rất là thích nước Đức rồi. Tức là từ hồi nhỏ là đã có một cái định hướng sẵn là sau này là mình sẽ đi sang Đức để học hoặc là làm việc gì đó. Cho nên là như ta nói hồi nãy là do may mắn, cho nên là gặp được thầy ở bên Đức. Và bởi vì thầy ở cái phòng thí nghiệm ở bên Đức đó, có thể nói là rất là tốt. Ở trong bộ môn của Quỳnh Hương cũng có rất là nhiều người học ở bên Đức về. Nhưng mà lúc mà chị em chia sẻ nói chuyện thì đúng là cái phòng thí nghiệm ở bên ZMT chỗ Hương làm là rất là tuyệt vời. Cái cơ sở vật chất của nó rất là tốt, về các kỹ thuật viên đó là họ rất là friendly và rất là giúp đỡ, có khả năng giúp đỡ rất là nhiều. Nói một cách đơn giản như là ví dụ như là máy móc mà bị hư á, là Hương chỉ cần gọi điện thoại là kỹ thuật viên sẽ xuống thay, 15 phút sau là có đồ làm. Còn những cái cuvette bằng thạch anh á, thì lúc mà người ta đưa cho mình làm là người ta chỉ nói một câu thôi, muốn đọc bao nhiêu thì đọc, miễn đừng để đứt tay. Thì tất nhiên là Hương nghĩ là sẽ không có ai mà có cái khả năng mà từ chối một cái môi trường làm việc mà nó quá tuyệt vời như vậy. Nhưng mà tiếp lời Hương cũng muốn tiếp lời thầy Nhân hồi nãy, đó là cô muốn khuyên các bạn là trước khi các bạn quyết định đi du học á, các bạn phải biết mình muốn cái gì đó đã. Trước tiên là các bạn phải biết mình thích cái gì, rồi mình mới nghĩ đến chuyện nộp hồ sơ đi học ở cái nước đó. Thực sự là trong quá trình Hương, không phải Hương học xong thạc sĩ là Hương lên liền, Hương muốn nghỉ ngơi một năm. Và trong một năm đó Hương cũng có rảnh rỗi nên cũng có rải hồ sơ ở một vài chỗ, và có rất là nhiều chỗ nó gọi đi phỏng vấn. Chẳng hạn như là ở bên Hà Lan cũng có gọi, ở Na Uy cũng có gọi. Nhưng mà Hương đều từ chối hết, bởi Hương thích những đất nước đó. Nộp chơi cho vui để biết là cái kỹ năng viết của mình nó tới đâu thôi. Chứ còn xác định là xác định đi Đức. Tức là đã xác định từ sớm ha, mình và chỉ đi theo một con đường đó thôi. Cô không có cái khả năng mà đi nhiều đường, nhưng chỉ chọn một đích và cứ thế đi tới. Còn nếu mà các bạn đã xác định rồi, và thậm chí là đã xác định được cái hướng nghiên cứu ưa thích của mình, thì các bạn có thể nộp, có thể tự viết ra một cái đề cương nghiên cứu. Nếu ý tưởng, mục tiêu, nội dung của các bạn mà tốt, thì những trường đại học ở bên Đức, các bạn ở đây cô chỉ nói bên Đức thôi nha, tại vì ở bên Đức là cô có kinh nghiệm làm việc ở bên đó. Các trường đại học ở bên Đức nó sẽ có riêng một cái forum ở trên đó để cho những người học ở nước ngoài và kể cả ở trong trường có thể chia sẻ ý tưởng và đề cương nghiên cứu của mình ở trên đó. Bạn chỉ cần đăng ký vào đó một tài khoản, xong rồi bạn gửi đề cương lên. Nếu may mắn đề cương và ý tưởng nghiên cứu của bạn lọt vào mắt xanh của một giáo sư ở bên Đức, thì người ta sẵn sàng xây dựng riêng một cái dự án để hợp tác. Người ta sẽ, nếu mà bạn có đối tác rồi, chẳng hạn như là cô, các thầy cô ở đây có dự án rồi, thì người ta sẽ sẵn sàng sang hợp tác với trường mình. Còn nếu không thì người ta sẽ sẵn sàng tài trợ cho bạn. Sở dĩ cô biết cái chuyện này là vì trong thời gian cô học ở bên Đức á, cô có quen một chị đó ở ngoài Hà Nội qua. Chị đó không hề có một cái quan hệ gì với lại ở bên ZMT cả. Chỉ là chị đó viết một cái đề cương nghiên cứu gửi lên trên forum của Bremen University, và cái chị giáo sư ở trong ZMT hài lòng với cái đề cương đó và chấp nhận bỏ tiền cho chị đó qua làm nghiên cứu sinh với mình. Không biết thầy Nhân có muốn chia sẻ gì thật ra cũng chia sẻ kinh nghiệm của những cái bạn đồng trang lứa. Thì đương nhiên là đầu tiên là các bạn phải thích cái hướng nghiên cứu, và cái hướng nghiên cứu của giáo sư hoặc cái lab đó phù hợp bạn. Và các bạn phải chịu khó tìm hiểu một chút là giáo sư này có nhiều công bố hay không, có nhiều project hay không, và cái khả năng mà xin funding của cái giáo sư này có nhiều hay không. Bởi vì sao? Các bạn đi học tiến sĩ hoặc là master chẳng hạn là 3 năm hoặc là 5 năm, rất là dài. Mà nhỡ may mà cái tiềm năng của giáo sư này
đương nhiên là mình thích những cái gì giáo sư nghiên cứu và mình muốn học rồi đó, nhưng mà cái khả năng mà có thể self-funding hoặc là gãy gánh giữa chừng nó có xảy ra thì sao, thì đương nhiên là mình sẽ đặt cái giáo sư này vô cái list thấp hơn. Và thứ hai nữa là những cái phần phụ, ví dụ như là văn hóa hoặc là cái chi phí ở những cái nơi các bạn học, nếu mà các bạn cùng một lúc mà các bạn nhận được nhiều offer á, thì các bạn phải đem lên bàn cân, giống như cô Tâm Anh nói á, là phải cân xem như thế nào là giáo sư tốt hay là chưa tốt, hoặc là cái lab đó nó có nhiều không, có nhiều postdoc hay không, hay là cái giáo sư này trẻ hay không để mà mình có thể làm việc nhiều hoặc là ít với giáo sư này. Chứ ví dụ như tôi chọn vô một cái lab mà giáo sư của tôi là năm nay là thầy 79 tuổi rồi, lúc mà tôi qua là thầy đang là 76 tuổi, thì thực ra là một tháng chỉ nói chuyện được thầy có 2-3 câu thôi. Thì nếu mà chọn giáo sư mà càng lớn thì các bạn càng khó cái có cái cơ hội để tiếp xúc với cái giáo sư đó. Thì đó là một trong những cái mà cân nhắc khi các bạn tìm cái lab, tìm giáo sư. Tức là bạn phải đọc rất là kỹ, tìm về giáo sư này và xem coi cái behavior của cái giáo sư này, cái lịch sử của giáo sư này như thế nào để các bạn chọn được cái phù hợp nhất. Chứ khi mà các bạn qua rồi các bạn mới bị ngã ngửa ra là mình giống như bị lạc vô một cái thế giới nào khác đó. Quay trở lại thì có một cái thông tin là các bạn ở đây thì mình khoa mình thì có hai ngành, nhưng các bạn có một cái thắc mắc gửi lên chương trình á, là cái cơ hội học bổng mà đi học nước ngoài dành cho các bạn tốt nghiệp thành sinh á, nó có vẻ ít hơn ngành công nghệ sinh học. Thì các thầy cô ở đây không biết thấy như vậy có đúng không, mà có cái lời khuyên nào hay không? Theo kinh nghiệm bản thân tôi thì sinh hay công nghệ sinh học thì cơ hội cũng như nhau. Tôi ngành sinh, cô Hương ngành sinh luôn, ngành sinh cô Tâm Anh ngành sinh luôn, sinh luôn. Tôi công nghệ sinh học duy nhất. Rồi như vậy thì các bạn thấy rõ ràng là thiệt ra là không quan trọng là các bạn tốt nghiệp ngành nào, mà quan trọng là bạn cho thấy được là sự phù hợp của cái kỹ năng của bạn và định hướng của bạn với cái nơi bạn dự định mà nộp đơn vô. Thay vì chỉ muốn đơn thuần như cái bạn sinh viên Hiếu hồi nãy là muốn đi học nước ngoài, thì nếu mà chỉ thể hiện rằng ok chỉ muốn thi học nước ngoài thôi thì không thấy được sự phù hợp, thì khả năng mà được lab để ý tới cái hồ sơ đó là gần như là không có. Thì không biết cô Tâm Anh và cô Hương có muốn chia sẻ gì thêm về cái thông tin này không? Tôi thì đồng ý với ý kiến của thầy Nhân. Việc mình ở ngành sinh học hay là công nghệ sinh học nó không quan trọng, mà là nội lực của mình như thế nào. Cái nội lực mình yếu hơn là mình gặp bất lợi hơn rồi, trong cùng một cuộc đua hay là trước một cái cơ hội nào đó. Cho nên lời khuyên của tôi bây giờ là mình về mình phải tôi luyện cái nội lực lên đó, để mình cơ hội đến thì mình nắm bắt. Cảm ơn cô. Thì bây giờ không biết là ví dụ trong quá trình thời gian đi học như vậy thì thầy cô có cái kinh nghiệm nào mà đáng nhớ không, đối với khi mà đi học bên nước ngoài, hoặc kỷ niệm, kinh nghiệm, đau thương gì cũng được. Hoặc đôi khi là ví dụ như đôi khi là mình làm ở môi trường đa văn hóa, thì đôi khi là những khác biệt về mặt văn hóa thì dẫn tới có những hiểu lầm. Hoặc ví dụ như Hiếu là mới đầu mà Hiếu từng đi học mà với những người Ấn Độ thì Hiếu không biết là họ gật hay họ lắc, họ cứ như vậy nè. Khi trả lời là Hiếu không biết được là họ đồng ý hay không khác, họ cứ gật lắc lắc gì nè. Nên Hiếu phải hỏi là bây giờ là yes and no, thì họ phải trả lời yes and no chứ họ cứ như vậy. Thì Hiếu không biết được là họ đồng ý hay không. Đó thì những cái kinh nghiệm thương đau gì thì không biết là, hay là những kinh nghiệm vui gì thầy cô có thể chia sẻ cho các bạn thêm được không? Không biết thầy Nhân đang chắc vui gì, chắc thầy Nhân có trên kinh nghiệm chia sẻ. Dạ, mình chia sẻ một kinh nghiệm rất là vui, đó là về ngôn ngữ. Khi mình qua Mỹ á, thì mình ở đây mình tự tin lắm, mình làm MC của chương trình tiếng Anh đàng hoàng. Rồi mình học, mình cảm thấy mình nói chuyện cũng được, cũng ok, nhìn vô gương cũng nghĩ là mày ra ngoài nói người ta cũng hiểu. Thực ra không phải vậy. Đi qua đó thì khi mà nói chuyện với tụi nó thì có tự nhiên hôm đó tụi nó hỏi, tụi Mỹ nó xài tiếng lóng rất là nhiều, gọi là slang á. Thì hôm đó tụi nó hỏi là có đứa nào muốn đi ăn tối ở ngoài không? Xong thì có một đứa chạy vô trả lời I'm down. Xong mình cũng nghĩ chữ down là D-O-W-N á, là ở Việt Nam mình nghĩ là khi mình buồn, mình down mood hay gì đó thì chắc là chữ đau. Sao thằng này nó kêu âm đau, nghĩ là chắc thằng này buồn nó không đi. Tự nhiên con nhỏ khác nhảy vô âm đau too. Xong mình nói chả lẽ có chuyện gì,
lớp mình có chuyện gì, lớp có 9 đứa à, mà hết 4 đứa I'm down rồi. Thế mình cũng nghĩ là down chắc là buồn buồn không đi, thì mình cũng bày đặt mình vô mình kêu I'm down. Thế là tới 6 giờ tối là hẹn đi ăn tối mà. Thế là mình, tụi nó gọi điện thoại cho mình nói là mày đâu rồi, tụi ta đang đứng trước nhà hàng đang đợi nè. Nói ủa, tao tưởng là tụi bay down hết rồi, tụi bay đâu có đi. Nó không phải, từ down đó là trong slang á, bên Mỹ á, down là I'm okay, I'm agree with that á. Thì mình từ đó mình mới nghĩ là trời ơi, có một cái chữ đó mà mình đã miss một cơ hội hang out với tụi nó rồi đó. Nên ngay lập tức là hôm đó là mình đi về, mình đi vô thư viện của cái trường UCLA của mình á, mình phải tìm được cái cuốn gọi là slang của cái khu vực UCLA đó để mình đọc. Thì hoàn toàn là tụi nó xài slang không, còn giáo sư thì xài chính thống. Mà giáo sư xài chính thống, giáo sư nói nhanh lắm, nói nhanh kinh khủng. Chắc mình kể thêm cái thứ hai, đau buồn. Cái đau buồn là mình qua đó thì giống như họ cứ nghĩ là mình là PhD bên này, khi mình thông qua được hồ sơ rồi là mình cũng y chang như PhD bên đó. Vô cái là mình học cái lớp là Structural Biology, cực kỳ kinh khủng. Mình đâu có biết là protein nó crystallize như thế nào, nó tinh thể hóa như thế nào, mình phải sử dụng X-ray như thế nào, bla bla gì đó. Thế là cái lớp này kéo dài 10 tuần, 9 đứa học, 3 giáo sư dạy. Thì chất lượng là mình thấy kinh khủng, mình cũng thấy chắc cũng đỡ. Mình chạy vô, ngồi. Thì đầu tiên thì giáo sư sẽ cho 10 bài báo 10 tuần dạy cui à. Thì cứ một đứa, cứ mỗi ngày á, thứ hai là có bài báo. Thì mỗi bài báo có 12 đến 13 câu hỏi. Thì mình nghĩ chắc là chữ thôi, mình đọc reading của mình tốt, mình sẽ trả lời. Nhưng mà không, đọc bài báo đó, trả lời 12 câu hỏi đó và tạo thành một cái PowerPoint. Ngày thứ ba báo cáo, ngày thứ tư nghỉ, viết một bài luận, ngày thứ năm có bài thứ hai, và ngày thứ sáu cũng làm y chang như thế. Thế là mình nghĩ chương trình cũng rạch ròi rõ ràng, thoải mái. Mình làm, mình mới vô. Trời ơi, mình lên, mình đứng, mình trình bày, mình cũng tự tin lắm. Nguyên tắc là 8 đứa còn lại nó sẽ hỏi tới tấp mình, tới khi nào mình không trả lời được thì tới ba giáo sư hỏi. Mà mình mới qua mà, mình cứ nghĩ là cũng hay lắm, mình cứ trình bày một người nói thôi. Tới khi nó hỏi, mình không hiểu tụi nó hỏi cái gì luôn. Và tới lúc mà ba giáo sư hỏi thì mình giống như cục gỗ luôn, mình không hiểu người ta đang hỏi cái gì luôn á. Mặc dù là mình đã trình bày rồi, thì mình mới thấy là trời ơi, cái khả năng tiếng Anh của mình qua đây cực kỳ khác biệt. Thế là mình không biết làm sao hết, nguyên một tuần đầu không có dám ngủ luôn. Tức là cái bài báo đó mình đọc quá trời, mình trả lời những câu hỏi đó, mình nghĩ ra những cái trường hợp impossible mà người ta có thể hỏi mình, và mình có thử xem là cái giọng người Mỹ như thế nào. Thực ra người ta nói giọng Mỹ nhanh, giọng Mỹ dễ nghe, nhưng mà thực ra các bạn đi vào academic, các bạn mới thấy người ta thảo luận và cái tốc độ người ta đi tới gọi là tốc độ ánh sáng so với cái khả năng tiếng Anh của mình. Nên là nguyên một tuần luôn cứ đọc và ngủ không được, sợ mà. Và cuối cùng là hồi đó mình mới qua thì tiền stipend của mình cũng có, nhưng mà cũng nghe nói là Los Angeles nó đắt đỏ lắm, nên mình phải đi chợ mình nấu ăn và mình đem đồ ăn theo và mình ăn thôi. Sau đó mình mới suy nghĩ là thôi, mình không có nấu ăn nữa, mình phải mua đồ ăn trưa với hang out với tụi đó. Thế là từ tuần thứ hai trở đi cực kỳ stress luôn, nhưng mà mình vẫn đi ra canteen chủ động hang out với tụi nó và bắt đầu mình ngồi chung bàn ăn với tụi nó. Thì ngồi ăn bàn ăn với tụi nó giống như là mình nghe tụi nó bắn súng liên thanh, mình cứ nghe như là ông nói là nhưng mà cuối cùng là khoảng từ tuần thứ ba, tuần thứ tư trở đi mình mới bắt đầu mình quen được cái accent của tụi nó. Tụi nó nói nhanh và nói nhiều, nên tụi nó nói chuyện nhiều chuyện kinh khủng. Thế là đó, tới tuần thứ ba, tuần thứ tư thì mình mới bắt đầu mình mới nghe được là cái accent mà mình mới theo kịp. Mình thực ra không phải theo kịp đâu. Thì vô đó thì mình mới nghe và mình yêu cầu trong lớp, và tới khi mình báo cáo thì hỏi chậm chậm một chút. Rồi mà họ cũng biết mình như vậy, và họ cũng tôn trọng là mày nói hai ngôn ngữ mà, nên họ cũng giúp đỡ với mình. Và cũng may mắn là khi mình hang out với tụi bạn của mình á, bốn đứa châu Á, một đứa Hàn Quốc, một đứa Hồng Kông và một đứa là một nửa Trung Quốc và nửa Việt Nam. Thì mình là người người Việt Nam,
ba đứa kia thì sinh ra ở Mỹ, mình đã sinh ra Việt Nam nên tụi nó đâu có nói biết nói tiếng Việt đâu. Nên khi mà hang ao chung như thế, tụi nó mới sửa cho mình. Mà tụi phải không phải sửa mà theo kiểu mà ê mày nói sai à, mày sửa đâu. Tụi nó chơi kỳ lắm. Mình hỏi không hiểu, nó cứ hả, nó cứ kêu mình hỏi lại, hỏi chừng nào nó hiểu thôi. Ừ, nó gật đầu. Thì mình may mắn là được cái nhóm bạn như thế, nên cái khả năng tiếng Anh của mình sau đó thì được lên rất là nhiều, cải thiện cực kỳ nhiều. Đến cuối cái môn đó đó thì bà giáo sư nói là tao thấy là chưa đánh giá về cái bài thi cuối kỳ, nhưng mà khả năng tiếng Anh của mày thì bây giờ là tốt rồi á. Nên mình cũng chia sẻ một cái kỷ niệm về cái ngôn ngữ khi mình học ở ngoài ở nước Mỹ như thế. Hiếu thì cũng nhân dịp cái phần ngôn ngữ thì cũng chia sẻ thêm một thông tin nhỏ là thời mà Hiếu đi làm đi qua công tác ở Anh đó, thì có một cái cũng là bất đồng về ngôn ngữ. Tại vì thiệt ra là Hiếu học ngôn ngữ, học tiếng Anh là tiếng Anh dòng Mỹ, nên qua người Anh nói bắt đầu đã khó nghe. Thì trong cái lab của Hiếu làm nó có một giáo sư lại xuất phát từ Scotland, mà Scotland thì nói tiếng Anh còn khó nghe hơn rất bội lần so với tiếng Anh của người Anh. Thì giáo sư nói xong cái Hiếu không biết giáo sư nói gì hết. Mà nếu mà không biết nói gì thì không biết làm gì tiếp theo. Thì dẫn tới một chuyện là bây giờ nếu không biết làm gì thì giờ làm sao mà báo cáo cho giáo sư. Thì bây giờ hỏi mấy cái đồng nghiệp á, thì nó kêu là không sao ơi, anh cứ việc là viết mail là giáo sư hỏi rằng mày nói gì phải không, để giáo sư xác nhận chốt lại. Xong kêu làm gì kỳ chết gì là giống như giáo sư bẻ mặt gì là giáo sư nói mình không hiểu. Khi mấy người đó kêu không, giáo sư cũng biết rằng là người Việt không nghe được giọng của giáo sư Scotland, nên bình thường là tụi em không nói chuyện gì giáo sư hết á. Em cứ email chat với giáo sư xong rồi trả lời, cái em biết lại làm tiếp, em thấy bình thường vậy đó. Đó, thì đôi khi là đúng là đôi khi là mình cảm thấy là cái việc đó là có thể là đúng là nó ảnh hưởng đến sĩ diện của giáo sư, nhưng mà vì mục đích là kết quả thì giáo sư cũng cảm thấy rất là bình thường, nên họ cảm thấy rất là bình thường, nên cái giáo sư đó cũng chịu khó là họ check mail liên tục để xem thử là các sinh viên Việt Nam nói cái gì. Tại vì giáo sư không có hiểu mình nói gì hết, vậy mình cũng không hiểu giáo sư nói gì hết. Thì không biết là cái này em đồng ý hoàn toàn với thầy Hiếu là cái người làm việc trực tiếp với mình khi đó là một cái cô boss doc, cô người Ý. Mà các bạn biết người Ý mà nói tiếng Anh y chang như người Nga nói tiếng Anh vậy, y như súng liên thanh bắn vậy. Và mình không, lúc mình làm chung với cô mình không hiểu, thế là mình cũng làm y chang như thầy Hiếu á. Cứ mỗi lần cô nói xong cái mình quay qua cái máy mình email liền, có phải là cô yêu cầu tôi làm này làm không, yes yes yes, oh no no gì đó. Thì qua dần thì cô mới biết là cô bắt đầu mới check mail liên tục và trả lời theo cái đó. Đó là một trong những cái kinh nghiệm mà khi mà mình đi ra một cái thế giới khác, mình giống như là mình ở một cái vũ trụ khác mình tới vậy đó, thì mình phải có một cách giao tiếp. Đó là một trong những cái cách mình đồng ý với thầy Hiếu ha. Sự thật là từ lúc nhận được cái câu hỏi gợi ý của chương trình cho đến bây giờ, Hương cũng suy nghĩ mãi mà thấy hình như là trong cái con đường đi học của mình nó không có cái khó khăn gì hết thì sao á. Tại vì sự thật đó mà có khó khăn đó thì may ra là nó chỉ xảy ra là cái lần đầu tiên thôi, đúng không các bạn? Mà còn Hương là may mắn là bởi vì lúc mà vào làm việc ở bộ môn á, lúc đó là bộ môn có rất là nhiều hợp tác với lại ở bên châu Âu, cho nên cái vấn đề với tiếng Anh châu Âu là đã được rèn luyện từ khi còn ở Việt Nam rồi. Và cái lần đầu tiên mà đi sang nước ngoài á, lúc mà đang học thạc sĩ là nó sung sướng lắm, tại vì người ta đi học là người ta đi một mình, còn mình đi học là có thầy về rước đi. Thầy về rước đi đàng hoàng, đi check in này nọ, mỗi lần lên máy bay là thầy đứng sát một bên vậy đó. Thầy chỉ có rời ra cái lúc mà thầy dùng hộ chiếu công vụ, cho nên là thầy lúc mà nhập cảnh vô Đức thì thầy đứng hàng khác, thầy ra trước rồi thầy đứng hàng trước thầy đợi mình thôi. Còn đi ở bên đó là do các cái nhà khoa học ở bên Đức, các nhà khoa học trẻ là đã cũng có thời gian làm việc ở Việt Nam rồi, cho nên là cái quan hệ nó rất là tốt. Qua đến nơi là mọi sự là chuẩn bị hết, thậm chí là đồ ấm còn không phải mang đi, ở bên đó là mọi người cover hết, cô không thấy có cái khó khăn gì ở trong cái quá trình đi học thực sự. Nhưng mà trong cái quá trình mà đi đây đó công tác thì cũng có thể kể một cái chuyện. Ngoài cái chuyện đau thương hồi nãy là cái tiếng Anh của người châu Phi, thì có một lần khác là đi qua Thái Lan để tập huấn. Đi qua Thái Lan tập huấn thì cái năm đó rất là xui là phân vô một cái nhóm, mỗi một nhóm có 5 người thì mình là người Việt Nam duy nhất. Có còn lại 4 người thì 3 người Thái và 1 người Lào. Thì các bạn cũng biết là Thái với Lào thì người ta nói chung một ngôn ngữ rồi, cho nên là cái nhóm đó là gần như là nó isolate mình, nó không chơi với mình.
Mặc dù mình cũng nỗ lực sử dụng tiếng Anh lắm nhưng mà nó không có nói, không có chịu chơi với mình. Trong đó có một cậu nói tiếng Anh rất là tốt mà cũng không có chịu nói tiếng Anh, cứ là ngồi nói tiếng Thái thôi. Mà trên lớp đó tập huấn là friend the trainer rất là hay, phải thảo luận nhóm. Mà cứ thảo luận nhóm là bốn cái người đó, ba Thái một Lào đó, ngồi vô là nói chuyện cãi lộn nửa tiếng đồng hồ, đỏ mặt tía tai. Mà không cho mình vô, nhất định nó không cho mình một cái thông tin nào bằng tiếng Anh để mình có thể hiểu được hết. Sau khi cãi lộn xong quay sang nói mình có ba câu là hết vấn đề. Cho nên là cũng không có biết làm sao. Còn tiếng Anh của người Ấn Độ thì đúng là nó cũng tương đối là phức tạp. Tất nhiên là so với châu Phi là vẫn còn dễ nghe hơn rất nhiều các bạn, sự thật. Tại vì cô cũng có một thời gian cũng một tháng gì đó hơn công tác ở Ấn Độ. Thì thật sự là lúc đầu á, lúc đó là mình đi công tác là mình đi họp về cái hội thảo quốc tế về cái rừng ngập mặn là chuyên môn của mình rồi. Có thể rừng ngập mặn là không có một cái vấn đề gì đối với cô hết, nhưng mà nguyên 3 ngày đầu là cô không biết mấy người nói gì hết trơn á. Mấy người nó cứ măng ru, cô ngồi từ sáng đến chiều mà cô không biết măng ru là cái gì. 3 ngày liên tục. Lúc đó là nản đến mức là chỉ có nghĩ đến cách trốn về luôn á. Tại vì trước đó, trước khi đi Ấn Độ là cũng đã đi nhiều nước châu Âu rồi mà sao đến Ấn Độ mà không có thể nào mà tiếp thu được cái tiếng Anh của họ. Cái một cái ngày đến tối ngày thứ ba là quyết định là bây giờ có xin về cũng không được. Không có lý do gì để xin về ở trên, mà xin về thì nó nhục mặt quá. Tại vì đi là đi với tư cách của trường mà còn có 2-3 cái thư giới thiệu của các giáo sư lớn ở Việt Nam mà không thể nào mà xin về được, đành phải đương đầu thôi. Cái tối hôm đó là cũng may là các anh chị ở trong đó là rủ nhau đi coi phim Ấn Độ. Thế là mình mới nhân vì cái sự đấy mình mới tỉ tê, mình hỏi coi là cái chữ mangrove mà mấy anh chị nói 3 ngày nay là cái gì vậy. Thì hóa ra là cái từ mangrove là cái từ rừng ngập mặn á. Mà tại vì lúc mà lên giới thiệu 3 ngày đầu lên giới thiệu là hồi đó công nghệ không có như bây giờ, không có chiếu slide nào, hình ảnh đi kèm âm thanh cho nên là nó rất là phức tạp. Và sau cái buổi coi phim đó thì là sau cái buổi tối coi phim đó thì mọi người có thể là hiểu nhau hơn, chia sẻ và hiểu được cái cách phát âm của một cái số từ quen thuộc. Và từ đó đi là tối nào cũng phải đi coi phim Ấn Độ với mấy người đó. Dạ không biết gì là cô Tâm Anh có cái kinh nghiệm đau thương hay là vui gì không, có thể chia sẻ cho các bạn. Mình thì mình đi học ở Hàn Quốc, là một cái quốc gia không nói tiếng Anh. Cho nên là trong lớp thì cái chuyện mà nói tiếng Anh là dở như nhau. Người Hàn với lại là người Việt, người nước ngoài á, thì trao đổi nói chung là cũng bằng tiếng Anh. Nhưng mà họ cũng chẳng hơn gì mình mà mình cũng chẳng hơn gì họ. Cho nên nó có một sự đồng đẳng về ngôn ngữ. Cho nên là cũng nếu mà có hiểu nhầm đi nữa thì quên hết trơn rồi. Còn về giáo sư của mình thì là học ở bên Mỹ về. Thì khi mà trao đổi với giáo sư thì mình gặp nhiều khó khăn. Tại vì giọng tiếng Anh của thầy quá tốt thì thầy lại đi dạy ngược lại. Cái đó là cũng là điều may mắn. Rồi còn về kỷ niệm mà đáng nhớ thì ở đây thì mình cũng muốn chia sẻ một cái kỷ niệm là khi mà mình set up một cái thí nghiệm mới thì giáo sư mới nói là đi qua bên lab bên cạnh mượn máy xài, bên đó có máy, nếu mà kết quả ok thì giáo sư sẽ order máy về cho xài. Thì giáo sư đã nói hết rồi thì bắt đầu là mình chạy qua cái lab đó thì mình gặp anh trưởng lab không đẹp trai, hơi lùn. Thì mình cũng có trao đổi là cần cái máy này, cần cái máy kia, làm như thế này. Thì không biết là lúc đó gặp cái mặt mình hình như là ông dị ứng. Xong rồi cái ảnh chỉ một cái đống gồm có là một cái cây lau nhà, một cái cây chổi, với lại là một cái xô. Nói là bây giờ cô dọn hết cái lab đi, rồi cô muốn làm gì thì làm. Thì lúc đó thì mình nghe xong thì cảm thấy bực bội đơn giản bởi vì anh chàng này là không biết ga lăng với con gái là dở rồi. Thế là mình bực bội xong rồi bắt đầu ghét. Thế là mình nói lại như thế này, mình nói là cái chuyện này thì chưa nghe giáo sư nói gì cả, cho nên là để về hỏi giáo sư lại, nếu mà giáo sư kêu làm thì sẽ làm. Thế là mình quay về bên phòng giáo sư, mình trình bày là có chuyện đó như thế này xảy ra. Thế là dạng là giống đi mét vậy đó. Nhưng mà cái này là cố ý mét, cho nên là
giáo sư. Lúc đó vừa nghe xong thì bắt điện thoại lên, xong rồi nghe ổng bla 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 trong điện thoại, xong rồi là nói là khỏi qua nữa. Thế là ngày hôm sau là mình có cái máy luôn, khỏi phải đi làm. Quá đã, quá đã. Đó, thì đó là một cái kỷ niệm mà nhớ nhất đến giờ. Còn những cái kỷ niệm khác thì không có nhớ. Còn chia sẻ về cái văn hóa người Hàn một chút xíu nữa thôi. Đó là người Hàn họ rất để ý tới cái vẻ bên ngoài, thậm chí là xem trọng cái vẻ bên ngoài luôn. Thì tới mỗi cái quốc gia thì mình cũng nên để ý cái đó. Thì mình có một anh bạn là ảnh mặc một cái áo quanh năm suốt tháng, một cái áo len, và thế là nó có mùi. Còn giáo sư Hàn thì ảnh ngồi trước, đằng trước như thế, ảnh mặc như thế, có một cái áo len mặc hoài. Thì giáo sư Hàn thì người ta cái vị đó thì là một superstar của khoa, cho nên là không có lý do gì để mà kiêng dè hay là tế nhị đối với một sinh viên như vậy, một sinh viên nước ngoài. Cho nên là trong một cái buổi học hôm đó thì giáo sư đã nói thẳng trước mặt như thế này là người của anh có mùi khó chịu và tôi không thể nào dạy được nếu mà anh hiện diện ở đây. Mời anh là không tham gia lớp này nữa. Đó là một cái kinh nghiệm mà không phải là của bản thân tôi, mà tôi muốn chia sẻ là có những cái vấn đề đó nó xảy ra, mình để ý tới cái. Rồi cảm ơn chia sẻ của thầy cô. Thì trong thời gian mà cô Huy tọa đàm diễn ra thì có một số câu hỏi đã gửi lên chương trình. Thì trong đó có một câu hỏi về chuyện là một bạn hỏi về bạn đã giỏi tiếng Anh nhưng chưa có bằng Anh văn thì có thể xin du học bổng được không? Thì câu trả lời thì nãy giờ trong xuyên suốt chương trình, trong quá trình tọa đàm cũng đã có rồi. Thì tùy theo cái học bổng, thì có những học bổng như cô Quỳnh Hương nói bên châu Âu thì họ không cần bằng cấp nhưng họ thông qua trực tiếp quá trình phỏng vấn. Có những học bổng thì họ yêu cầu dựa vào bằng cấp trước. Thì đó tùy các học bổng bạn nộp mà bạn có thể chọn là có hay không có bằng cấp. Tuy nhiên chúng tôi vẫn khuyên là các bạn nên có bằng cấp trước. Tại vì thường là ở vòng rà soát hồ sơ mà chưa tới tay giáo sư thì thường là cách dễ nhất, là tại vì các chuyên viên của họ thì họ không thể đánh giá được, nên là thường sẽ có yêu cầu có bằng cấp là cách nhanh nhất để họ rà soát hồ sơ. Ngoài ra thì có một bạn cũng có cái câu hỏi về cái chuyện mà nãy giờ cô Tâm Anh chia sẻ, đó là việc du học ở các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản á, thì khác với các quốc gia Âu Mỹ như thế nào về phương diện nguồn học bổng cũng như điều kiện và điều kiện sinh hoạt. Thì nãy giờ chúng ta cũng đã chia sẻ thêm rồi, thì không biết là các thầy cô có bổ sung thêm ý gì khác hay không? Khác với bên Hàn Quốc á, bên Mỹ họ hối chú trọng bề ngoài, quần jean áo thun. Giáo sư đạp xe đạp cho vô thang máy rồi cho vô phòng làm việc của mình rồi đi làm. Chỉ những cái đặc biệt trang trọng thì họ mới bận cơm ly, hoặc là nữ thì bằng váy thôi. Và Mỹ nó thực tế một chỗ là các bạn thấy là một cái tòa nhà nó không có trang trí hay là không có decor gì đẹp đâu, miễn sao trong đó nó hoạt động tốt 100% là được. Ngay cả những cái bức tường như thế này chỉ là tường xi măng, nền vẫn xi măng, nhưng mà cái độ chống rung của nó là tuyệt đối và chỗ chống bom của nó là tuyệt đối đó. Cũng kể thêm là như là thầy Nhân đã nói, thì bên trường của Hiếu thì giáo sư còn rất là thoải mái, có nghĩa là trong làm việc á là giáo sư mang cuốn vô trong, cuốn thú nuôi đi vô trong phòng làm việc luôn. Nên có một lần Hiếu bước vô phòng giáo sư, một cái giáo sư khác để xin mượn máy, có một chó quá trời lớn, con mẹt xe nhảy sổ vô người, làm coi như là thiếu điều Hiếu muốn chạy luôn. Giáo sư kêu không sao, nó chỉ có muốn mừng mày thôi, không có vấn đề gì hết á. Còn một giáo sư khác thì đi dạy á, thì dắt thêm hai con chó để dưới ngồi bàn, ngồi vừa dạy vừa nói vậy. Nên dẫn tới một vấn đề là sinh viên đâu có nghe giáo sư nói, cứ nhìn con chó là khi nào nó đứng lên hay nó ngồi xuống hay là giáo sư làm cái gì đó. Nên cuối cùng dẫn tới là trường phải gửi một thông báo đề nghị giáo sư để chó ở nhà, hoặc là khi ngồi á, thì cho con chó chui dưới bục á, để tránh gây sao nhãng cho sinh viên trong quá trình học tập. Xin lưu ý với các bạn là ở bên Đức á, thì cũng giống như là thầy Hiếu với thầy Nhân nói là cái bề ngoài nó không có quan trọng, nhưng mà ở trong office của bạn, bạn muốn mặc cái gì cũng được. Nhưng mà khi mà bạn đi vào lab, tại vì cái chỗ Hương làm nó chia hai khu rất là rõ rệt, và nếu bạn vào lab mà bạn không có được cái những bảo hộ cơ bản, chẳng hạn như là quần dài, ít nhất là phải có quần dài, tại vì giày với găng tay mắt kính là phòng thí nghiệm nó cung cấp rồi. Nhưng mà trong một số trường hợp là không mặc quần dài thì không áo dài tay không được vào lab luôn đó các bạn. Nó chỉ tự do ở trong khuôn khổ thôi ha.
Cảm ơn sự chia sẻ của các thầy cô. Thì thời gian của cái buổi tọa đàm này cũng không còn nhiều nữa. Thì rất cảm ơn các bạn đã quan tâm cái về những chia sẻ của các thầy cô. Thì cũng Hiếu cũng xin chốt lại một số thông tin là buổi vừa qua thì chúng ta có qua buổi trong thời gian tọa đàm vừa qua thì các bạn có thấy được là cái cơ hội học tập cho các bạn có thể không chỉ ở trong nước, xin lỗi không chỉ ở ngoài nước mà còn có cả ở trong nước với các chương trình học bổng và đào tạo liên kết với nước ngoài, thì các bạn có thể xem thêm thông tin trên website của khoa. Ngoài ra thì cái việc mà các thầy cô cũng cho các bạn thấy là để lựa chọn một cái nơi mà các bạn dự định học tập thì bạn cần phải hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì và xem thử là nó có phù hợp với cái định hướng phát triển của cái nhóm mà bạn xin apply hay không. Ngoài ra thì cái việc chuẩn bị hồ sơ cũng là một vấn đề quan trọng, trong đó nhấn mạnh tính chỉnh chu như cô Tâm Anh đề xuất, cũng như là về vấn đề về tiếng Anh và đặc biệt là chuẩn bị cái thư giới thiệu trong trường hợp là nếu như bạn, đặc biệt là bạn không có đủ cái thư giới thiệu thứ hai, thì như tôi đã trình bày thì khoa có hỗ trợ cho bạn là sẽ cung cấp cái thư giới thiệu. Tuy nhiên tôi vẫn khuyên các bạn là nên xin được cái thư giới thiệu từ cái người hướng dẫn trực tiếp, đó là một cái thư cực kỳ quan trọng. Ngoài ra thì cơ hội học bổng không phải là chỉ có dành cho ngành công nghệ sinh học như các bạn trình bày, mà nó sẽ có cơ hội học bổng đều cho cả hai ngành sinh học và kinh học. Quan trọng là các bạn tìm được định hướng phù hợp và có chiến lược để tiếp cận với lại cái lab và cái giáo sư đó, thì tôi nghĩ là cơ hội học bổng sẽ ngang nhau cho tất cả mọi người. Thì tới đây thì chương trình buổi tọa đàm cũng xin kết thúc. Thì xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thông tin các bạn có thể theo dõi thêm tại Facebook của khoa Sinh học Công nghệ Sinh học Trường Đại học Học Tự nhiên.